A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng có nhờ với đồng đệ tổ gia, cũng có nhờ với các đồng quý thầy, có nhờ tất cả các thành đồng đạo quan, tất cả các vãi đến dự đàn tràng, đã đến giờ hoàng đạo để vô thần nhập định. Thì để quý thầy vào làm lễ, thì các già ở ngoài thì hết sức cứ nhập tâm. Khi nào mà các thầy hô là Đức Phật xuất thế thì các già ở ngoài thì nói thiên hạ thái bình ba lần. Đấy, khi nào mà thầy mà hô là Thánh Mẫu xuất thế thì các già là hô là nhân dân an lạc. Thank you.
Thank you.
Thank you.
đây được ba gói. Đây tôi là một nàng thank you.
Thank you.
giờ đến công việc của các thanh đồng ở đây, thầy trò nhà với thầy xong rồi thì mời các bà giải lao sau sự đàn hào. Lên 5, 6, 7 lên 6, 7